Kính chào quý vị theo dõi bản tin thời tiết. Theo thống kê của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai từ đầu năm 2022 đã làm 85 người thiệt mạng, mất tích, 48 người bị thương, thiệt hại về kinh tế ước khoảng hơn 4.000 tỷ đồng. Trong tuần qua, khu vực Nam Bộ có hiện tượng La Nina gây sóng cao gió mạnh. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là hiện tượng bất thường, trong lịch sử hiếm có điều này xảy ra. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, năm nay có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng từ 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Lượng mưa trong năm nay có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan. Qua diễn biến thiên tai từ đầu năm đến nay, có thể thấy thiên tai năm 2022 sẽ tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và dị thường. Do đó, chúng ta cần có sự chuẩn bị kỹ càng về lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng phó với mưa lũ dồn dập vào cuối năm. Thông tin thời tiết Quảng Ngãi hôm nay. Do chịu ảnh hưởng của phía Nam rãnh thấp qua Bắc Bộ nối với áp thấp nóng phía Tây, hôm nay thời tiết tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng trở lại. Sáng đến chiều trời nắng mạnh với mức nhiệt dao động từ 26 đến 36 độ C. Đến chiều xuất hiện mưa dông ở một vài nơi. Dự báo thời tiết cho ngày mai 17 tháng 7. Ngày mai tiếp tục xuất hiện nắng mạnh nhiều nơi, cảm nhận rõ cái nắng khi nhiệt độ cao nhất dự báo tăng lên 37 độ C. Nếu vui chơi ngoài trời trong ngày cuối tuần, quý vị nên lựa chọn trang phục dễ chịu, sáng màu, tránh hấp thụ nhiệt, quần áo làm bằng chất liệu vải cô tông. Theo Cục Kiểm Lâm, hiện các cánh rừng dọc khu vực miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Ngãi, nằm trong vùng cảnh báo cháy cấp 4, cấp 5, rất nguy hiểm. Người dân tuyệt đối không sử dụng lửa ở trong và gần bìa rừng. Quý vị cũng lưu ý về chiều sẽ có mưa dông nhiều nơi. Trong mưa dông cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sấm sét, gió giật mạnh. Sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, ngày nắng nóng. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, nhiều mây, không mưa, trời nắng. Thị xã Đức Phổ, có mây, ngày nắng nóng. Thị trấn Ba Tơ, nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông, đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh trong dông. Huyện Lý Sơn, mây thay đổi, trời nắng. Thông tin về thời tiết ngư trường. Thời tiết khắp vùng biển phía Nam tốt hơn so với những ngày qua. Vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, bao gồm các đảo và quần đảo như Phú Quý, Côn Đảo hay Thổ Chu, Phú Quốc và cả ngoài khơi huyện đảo Trường Sa. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió có xu hướng giảm còn cấp 3, cấp 4, trời ít mưa. Với tàu thuyền hoạt động tại ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai, thời tiết ổn định. Ban ngày trời có nắng, gió hoạt động cấp 4, an toàn cho tàu thuyền hoạt động. Các tàu thuyền hoạt động ở vùng biển từ Quảng Trị xuống đến Ninh Thuận, thời tiết tốt hơn hẳn. Dự báo ngày mai trời chủ yếu là nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió không quá cấp 5 và độ cao sóng là từ 1 đến 2,5 m. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ ngày mai đến ngày 20 tháng 7, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 7, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có nắng, mây thay đổi, chiều và tối có mưa dông vài nơi. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày nắng yếu, có mưa, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Đà Nẵng có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C. Lâm Đồng trời đẹp, có nắng gián đoạn, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, ngày có mưa, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. BIDV giới thiệu diện mạo mới. Với những giá trị, trí tuệ, niềm tin, liêm chính, chuyên nghiệp, khát vọng, BIDV hợp tác đồng hành phát triển.